Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 3, tại chung cư B5 nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch đã xảy ra một vụ tai nạn khi cháu bé 3 tuổi ngã từ ô thoáng trong phòng vệ sinh từ tầng 6 xuống đất dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Nhiều người chứng kiến cho biết đã nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy ra phía sau tòa nhà thì thấy cháu bé nằm gục ngay sát chậu cảnh. Mặc dù đã được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Quan sát tại hiện trường cho thấy vị trí ô thoáng ở phòng vệ sinh có cháu bé gặp nạn không có tấm lưới bảo vệ và đang được mở rộng. Hiện chưa rõ nguyên nhân và cách mà cháu bé leo lên được ô thoáng để rơi xuống đất tử vong. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo về mức độ thiếu an toàn ở nhiều chung cư cao tầng hiện nay ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở Hà Nội, khi không có các biện pháp tối thiểu để hạn chế rơi từ trên cao. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2019, một bé trai cũng đã bị rơi từ tầng cao của căn chung cư Royal City do cửa sổ phòng ngủ của gia đình không có làm lưới sắt bảo vệ.